Game nào mà chẳng bịp, game nào mà chẳng soi. Quan trọng là người chiến thắng phải tìm được cách đánh trái máu với thằng bị soi. Vậy game nào là dễ ăn, game nào là dễ thắng? Đó là game ăn non vẫn là bí kíp số 1 của người chiến thắng anh em nhá. Hello anh em nha, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của mình này. Thì ngày hôm nay tiếp tục mình đang ở cái sảnh game bài đấu trường, nó tên là Kawin, một trong game mà chơi game bài đấu trường game bài online cực kỳ uy tín và hot nhất mới nhất trong 2023 này luôn. Đấy, thì những bạn nào mà muốn tải qua cái này về, đường link game có thể phần mô tả rồi, anh em cứ click vào đó thì sẽ tải về thành công mà thôi, và cũng có thể truy cập vào những cái mục như sau để nhận được nhiều phần quà nó vô cùng là giá trị và hấp dẫn luôn này. Đầu tiên, một quà sự kiện thì nó sự kiện nó báo danh hàng ngày, anh em sẽ nhận được xu xu chia sẻ thì chia sẻ mỗi ngày Facebook sẽ nhận 3.000 đồng, và có gift code thì dám đây sẽ nhận phần quà tương tự gift code đó. Một cây tiền thì anh em có thể vào đây để nhận rìu và chặt mỗi ngày này, petrol nổ hũ thì ngon anh em ơi. Mục VIP Club thì anh em cố gắng lên VIP càng cao, số tiền thưởng mà anh em nhận được càng lớn luôn nha. Hay là mục nạp tiền đấy thì có thể vào đây nạp, nạp siêu tốc này, thẻ cả MoPay, ZaloPay, Viettel Pay, QR Kinh và Anh Kinh. Đó, rất nhiều cổng nạp chuyện luôn để cho anh em có thể lựa chọn. Ngày hôm nay số vốn đang có khoảng 16 triệu 400 thì mình sẽ vào đây mình chơi cái trò đó, số đó bóng đá này đi. Ok, mình cũng để cái mức cược đâu đó tầm 2.000 mình quay này. Ôi dồi ôi, nó vẫn này ngon đấy, nhưng mà 280 này. Thế mà không được quả penguin nhỉ. Ok. Nó phần này 60k này. Tiếp theo 90k đó. Nói chung mà chơi những game như thế này, đặc biệt cho chơi nổ hũ ấy, trong mọi trường hợp anh em cũng nên giữ sự bình tĩnh nha, chứ đừng có nôn nóng hay là áp lực tâm lý làm cái gì cả, đúng không nào? Cứ từng bước anh em đi lên dần dần cho mình có tinh thần thoải mái thì anh em mới có thể kiếm tiền đi lên được, đúng không nào? Chứ còn càng áp lực bao nhiêu tỷ lệ anh em thua như là ra đảo càng tăng lên bấy nhiêu đó, nên là hãy lưu ý và chú ý một điều như vậy cho mình nha. Đây 40 này, tiếp theo anh em ơi, 70k, 100k này. Nói chung là cách chơi mình thấy nó ổn định nhất và nó hiệu quả nhất vẫn là cách chơi ăn non nghỉ sớm thôi, đúng nào? Win quả này 180k đó. Ok, 144k. Amica đó. Ok, 10k hơi đen đấy nhở. Có khả năng mình cũng quay lúc nữa rồi mình cũng biết điểm dừng thôi em ạ. Chỉ chơi với cái tình hình này thì cũng khá là ban căng luôn, đúng không nào? Ok, úi giời, được đá bóng free này anh em ơi. Đó thì cùng mà chờ xem là nó này, đá góc này trước đi. Ok, một trái này, 200k. Góc bên tay phải này xem nào.
Ui rồi ngay van thứ hai đã xịt rồi anh em ơi. Ăn thôi không sao. Thế thì có lẽ thôi anh em ơi, đến đây thì mình cũng biết dừng dừng thôi nha. Cảm ơn tất cả đã theo dõi mình. Bye bye anh em và hẹn gặp anh em trong video clip tiếp theo này. Bye bye.